Anh kêu gọi mà anh phải tính tiền cho em chứ. Để mà anh đi ra mà anh không tính tiền cho em. Ý anh cầm đồng hồ đồ ạ. Thế nói chung là nãy anh đi anh quên đem tiền. Nãy anh báo tục cục tiền anh. Xã hội này đồng tiền rước gieo, huynh đệ nợ lìa tan. Sống ở đời có làm mới có ăn, dẫu thế những người ơi. Hai sợi tôi là anh xuống đó là tôi kiếm hai sợi hai ông hứa đưa đây mà. Chắc cuối tháng thôi, cho giờ tao dưới bể gà đây cũng có tiền ăn mà lấy giỏi. Nói tóm lại là mày xuống đây mày thêm tụi tao hay là đi kiếm tiền. Thêm mày này thêm thì ít cho mày hít mày hai sợi nhiều. Mày nói cho nó vừa làm cho mày đối gì mày ý chuyện như cô nhạc má lính mình mà cạnh sợ dữ vậy. Mày nói tiền đó mà nó làm cho mày nói vậy. Tình hình ở chắc cũng nghi chứ kiểu hai sợi ruột đó à. Dạ cái này là không có làm gì hết á. Bây giờ tao cuối tháng thanh toán lần luôn. Mày lấy lần vậy cho nó đẻ cầm cục tiền luôn rồi. Vừa vô đây mà hồi chiều giờ cá ngày nay tao với Mỹ gà ngầu vậy. Y xì nhưng mà ngầu mà chờ con chim ở y ới xuống rồi đó chờ thợ thầy. Sẽ là nhìn đói sáng chưa? Đồ cái cá nhà ăn mày. Sao có mua mấy ổ bánh mì vô ăn mày? Mày lấy ra chứ sao mày cứ mà đeo luôn vậy mà báo có chi trương rồi sao giờ người thấy có cái đường tại nè mày không có cái đường gì hết á đó đấy nghe con nói vậy cái tọt tôi đâm hẹn lên sao người ta nói bây giờ là nghe chỗ cái vỉa hè bán ra là con này con bị lên thấy có một cái vỉa hè bán nhưng mà con vô bữa con ăn hết thấy cả trường khô à bây giờ là mình xưng danh là mình đàn em của đào mình tới là mình thu tiền đi làm sao vậy ấy là nó thuộc vậy nó thuộc khu vực của mình à khu vực của mình thuộc khu vực của mình tôi mới nói nhưng mà bán ở đâu nó bán nhiều nghiệp trên đây nhưng mà thằng đó đi người khô mà không giờ đi ông lên đi ông nói nó là mà ai cho mày bán chỗ đây ở chỗ đây là chỗ có thể là mình kêu là chỗ nó hầu cua mất bán rồi nên mày dặn bây giờ mày lấy nhiều tiền nó mẹ nó lấy được nhiều nói cá nói nữa thì ấy là mình lên ví dụ có thể mình nói nó đưa em chọc mày không thích mình nói đường cho mình liệu cơm ghép mắm nói đường triệu được hả nói đường triệu luôn mày ăn chậm người ta luôn sao đồ lấy ra nhiều mày người ta cũng khố người ta cũng đi bán ra chứ mẹ qua mình lấy nhưng qua mình lấy sơ thôi chứ là mình có tiền mình sống đỡ quen nghe nhưng mà không? cái đây mày đừng có nói với anh Đào nha cái đây đỡ hàng Đào cái người có tiền nữa lấy trả cho mày lấy được không lấy 100.000 cho lấy được đó lấy 100.000 không kèm tay nên chụp mày nhưng mà lỡ lộ là anh hai ông cái chơi của bạn nha má mày sao mày ăn mày quẹt má như gà mày chứ bây giờ tự nhiên con không đứa nào chịu chung chịu chết chùm cái người không biết nó chịu chung của mẹ mày hay không có tiền ăn rồi mày chứ chưa ê nếu chịu là tôi giận lên đi đi ờ ấy là lấy được tiền là sao có lộ ra không có chơi mờ nó chơi nha ở nhà này không có tôi vậy mày không có chỉ tao bây giờ đi làm sao mình tôi nói cái này ông ăn cái gì buồn về tao với mày chịu tao với mày chịu được không có cho có chịu mày giấu chứ sợ gì đi mà đây nè nhưng mà cắt cái đèn cho đôi mày vừa vô nhậu rồi nó mất chỗ ngủ nữa mà không có chỗ ngủ nè mày đỡ mày dọn mày cho tao dọn nó mày tiệm ngân kia hả cứ đi uống rượu chứ chứ là chết mang chứ là đi nơi tao rồi chứ thấy hai đại kia tôi bây giờ tất cả nó coi ướt như mày đi sao kia nhắc dưới mày tao ông ăn nhiều nhát như vậy bán lĩnh lên như tao tôi mà coi mày với người điếu đi tao ở lại tao giống mày tôi ấy mẹ tới lên là có một mình thằng đấy là muốn nghe vô lại tiền ngàn cho lợn nó có thông là nó mút và bè em chạy kịp A few minutes later. Quán nào đây mày? Mày quán đây gì? Có mấy bàn với bạn chứ thu quầy. Dạ mới thu chứ giờ neo kia ông đen ngồi đàn em nói sao? Vậy thằng bị gà vô thôi, tao đứng đây tao đọng được. Cái quán này mày giếng là má mẹ mày. Tính những mày chứ tôi sao đập cái búa lên đầu vợ. Sao mày có tao mày mới đi được mày. Đi, giận mày. Đồ thứ nhát. Ờ hay không chị con nghe không? Đó đâu? Chủ quán.
quán đâu. Ra nói chuyện quay. Dạ dạ sao anh? Đem lại chủ quán đi. Dạ dạ dạ. Ra ra nói chuyện, ra đây nói chuyện quay. Dạ dạ dạ. Mấy anh nhậu à? Mấy anh nhậu thì mấy anh. Cái này em quán bán ở đâu chưa? Dạ em cũng mới bán đi anh. Em biết hai tụi anh là gì không? Dạ hai tụi anh là gì ạ? Anh đi lấy bao tiền bao cơ cho lấy vậy? Chứ mày nhìn mày mày biết là sao mày? Sao mấy đứa sao mà em điên sao mày? Từ chớ làm gì thèm thuốc lắm bây giờ sao đó. Mấy đứa sao cứ bán khu này là không biết người nào người trên người dưới hết đụng đâu là bán đá vậy. Dạ em cũng mới bán đây anh đồng cảm rồi. Nếu em báo đây á có khu an ninh này an toàn hay không là do nhờ tụi anh nè. Tụi anh đi lên đi xuống lên đi xuống là đã thấy tụi anh là đã sợ em hiểu không? Dạ em khổ quá em mới buôn bán này. Nói chung là giờ nói thẳng vô vấn đề luôn là anh lấy tiền là 125 ngàn. Dạ dạ 125 ngàn cho hằng 10 đứa tôi ăn người nên chụp. Anh thông cảm không, giờ em khổ quá mà giờ ai lấy tiền tôi đó. Em khổ quá em đâu có khổ gì, khổ buôn bán có tiền lời thì phải có đó anh em, tiền nó lo lánh đồ này kia rồi em phải biết điều mấy điều đó chứ không mai rồi mấy đứa nó táo nó quậy rồi anh chịu trách nhiệm đâu. Tao thấy tao mua đây bán được ít tiền mà thấy người ta ăn tổng mình đối thí mày là sao? Sao tính mình đối mình đối hẻm mở được hẻm mồm ra thông cảm em làm khổ quá khổ cực em buôn bán khổ cực không ấy em đương em được trừ 25 ngàn ra. Rồi. Cho đó trên cổ tụi anh đồ. Có trong 10 đứa luôn ấy. Ừ. Chứ tụi anh đi lên đi xuống đồ cũng đâu. Nói chung anh giảm giá cho họ, lấy cho 100. Ừ. Giúp đi mày, nó nhiều quá. Nghĩa tình hết cỡ luôn hả? Chứ còn xuống nữa làm được đâu. Quán em thì khổ cực đêm bán 2-3 bạc anh thông cảm. Bây giờ nói có đường nói mẹ năng tiếng này cho anh ăn gọn lẹ. Anh muốn lẻ ngàn nữa. Rồi trước giờ ở đây không có ai lấy tiền chỗ này. Mà chứ hầu giờ em mới bán đây em không biết không lấy tiền tụi anh lấy tụi anh chưa lấy xuống em mà em hầu giờ em nói chung là em chưa biết tụi anh. Dạ. Anh là anh đại ở đây á chứ đừng đỡ anh điện thoại mấy em táo công mệt. Dạ hai anh đâu mày đâu à vậy mày còn anh đâu chứ mày đại mà muốn vậy được điền mà giờ mình nói cái này gì mà muốn anh kia sao cứ xưa lên gì chứ tụi em. Anh là người lớn ở đây nói tóm lại là em lấy 100 ngàn ra giao nộp cho tụi anh nhanh lên. Anh còn đi công việc khác nữa bao la công việc giờ giấc này nhanh gọn lẹ anh thích nè ngàn. Dạ dạ mấy anh ở đâu rồi? Mấy anh ở nước ngoài đấy chứ đâu mấy anh ở khu vực đây chứ đâu? Dạ dạ địa bàn này sống mà không biết tụi anh mắc nứa cuộc đời em yếu gì chứ nhanh lẹ dạ, tiền bạc dạ là tí có 25 ngàn nha mấy đại ca. Quả chơi chào em nói giỡn vậy em đưa anh nào tụi anh còn đi lấy chỗ khác nữa cho đỡ mưa dạ đi tẩu ước tụi anh. Em vô lấy tiền hãy nhanh gọn lẹ anh thích liền lấy tiền em lấy tiền hãy cho đó tụi anh tính rồi anh là ném dạ, ném nhiều lứa vậy để em coi số giờ bán được nhiêu tiền rồi ok em vô em lấy dạ. Vô em lấy rồi anh tụi anh đứng đợi cái điện lẹ không sáng ấy mày mặt nhái giờ nước mẹ nó chơi cậu quen giờ tí nữa giờ đã nhúng rồi mày mày coi nó rớt nước à. Đi đi vô xin cái bì, xin cái bì lấy vàng nhái gì đây này bóng này được. Bóng này được. Gì đây nó cháy mà mấy mẹ. Mày lũi được đâu. Mấy chứ 25 ngàn hả? Không có bình xe không có chí nữa đâu. Ê bỏ vô. Lấy nhỏ kia đợi chút cái gì bán cái nhựa luôn mày. Điều sao khó. Mày bị điên à? Tôi nhìn đó lại. Tí giờ là muốn nghe nước. Có vô em. Dạ. Là anh Bảo Cường quán em ạ. Quán em là quán bờ đập ở Phú Sơn. Cái gì anh giúp đỡ em. Bữa sau cái gì anh quay lại. Dạ. Tôi thấy anh quay lại lần. Thấy anh có tâm không? Anh lấy dây chai giùm em luôn này. Thấy chưa? Mấy tiền của mình. Em rung quá em rất tiền đó. Cái thái độ vậy. Không, em đưa 100 ngàn cho đó tao đồng ý tao lấy 200 á. Dạ. Quán em đâu ba mẹ mày đưa tao cầm. Tiền ai cầm cũng được. Bây giờ hả? Tao phải vô đây. Ê, chưa mơ 25 ngàn nha. Mày ăn cơm rồi mày đi ra chỗ khác này đỡ tao hàng tao. Bởi sao đơn hàng đỡ tôi cháy này đó. Dạy giờ kiếm gì. Leo bàn rồi em. Đất bàn gì vậy mà vô trước hay không? Chứ mày coi anh còn chế được to nha mấy ngày. Quần đây sao? Để gì vậy mày? Đồ mày có được chạy rồi là gạt cối nha. Bởi sao đơn hàng đỡ tôi cháy nữa cho. Leo bàn em. Leo bàn em. Dạ dạ. Nướng cho anh một dĩa. Có gì? Dĩa gì? Dạ, ở đây em muốn gì em có ạ, quán bình dân ạ. Ý là bên em có bán món gì? Lấy cho anh một dĩa. Mày nói tránh dữ mày, món gì đó. Mày bán cho tao con tôm Elite.
quán đi mà làm gì có ai hết cha. Nó nói chuyện nghe thấy ghét chứ. Đừng làm cho em nó sợ. Bán cho em bán cỡ 100 ngàn trở lại thôi nha. Em làm một dĩa cho anh nha. Dạ, em lấy cho anh hai chai bia. Dạ, dạ, dạ. Tấy quá trời. Lấy chai thầu, lấy chai thầu bè cái tay. Mày tiền đó mang bên mình rồi chứ. Lấy em chai đồ, mày uống thằng nào nhịn mày. Uống miếng nữa cho có miếng gì đâu. Chú yếu em chết đủ tới buồn chí mẹ. Mày đẹp trắng nữa. Ờ, vậy được. Lấy chai bè cái tay. Mình chút nữa mình kêu không kêu gì nữa. Nếu mà mình mà đói á là mình ăn tôi đủ á, tôi no là mình kêu không gì nữa không được. Đúng rồi. Ờ. Dạ, mà, tôi một chai, một chai em, một chai này. Một chai ba cái tay, xin ba tay. Ờ, anh cũng muốn bia đâu làm anh có phở được đâu. Tôi có phở. Tôi quán nhậu mà, tôi phở mày. Quán nhậu em. Cho anh một cái gì á, một dĩa nấm dưa ba cái tay. Dạ. Việc á. Đây đây mấy anh ơi, có mời tới. Dạ dạ. Cái món gì vậy? Bù em đem cái món. Tôi men lấy cái. Đây là càng kỳ răng muối ạ. Đồ mối trên 100 ngàn không? Không chứ gì. Cái thằng quần què sao lúc nào cũng 100 ngàn mà nói chuyện với ai mày. Tao gạo cái thuốc nhanh gọn lẹ. Cho cho anh đá em. Dạ dạ. Đá đi. Bè tay. Uống được rồi. Má là thằng thằng đề tàu dữ mày. Tàu cái gì? Tàu nó rồi ai tàu mình. Đó bụng thí mẹ mày được làm che làm mẹ không à. Rồi nè. Rồi mình đói hẻ mở 2-3 ngày này thì sao? Mà cái món này sao nhắm mẹ no bì. Bữa nay á, tụi tới hai ông vẽ với tụi chị lái bữa nay thôi chứ không phải bữa nay ông lên là lái nhà nè. Tụi nó rầu hả? Lên tao mà là... cần tiền mày hả? Rồi dẫn mệt. Nhanh đốt thuốc. Rồi đây, đó đây. Còn cái món khác không em? Dạ, dạ có ạ. Cho anh món khác đi, món này cũng bận được đó. Cái mẹ ăn tiền quá tiền không vậy? Mẹ mẹ ăn cho đói. Tiền thầy. Bữa nay cậu em thấy đã tự tập được cái chiêu này chưa? Ừ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ dạ. Biết khui mày. Dạ. Mày nó đốt đi thuốc rồi hút mốt chứ mà. Sao luôn? Dạ dạ. Ừ. Này sao vậy mày? Nãy tao quên mày. Kêu cho cố đầu quét 100 ngàn là không có tiền tính nữa nha. Dùm sao mày? Mấy môn tùy quan chức được. Tới hôm đó là tùy tôi rồi. Môn có gì mà làm gì? Tới môn 20 ngàn mà gì 20 ngàn mày? Ê, càng nghĩ ra coi chân hả? 60 cái gì đó nè. Đừng có cùng quá. Bữa sau ngàn sáng mai anh em mình sẽ đi dạo tất cả những tìm những cái quán nhỏ như vậy nè. Mẹ vợ ăn không má làm mấy quán lớn khổ quá. Bữa nay quán lớn quán nào cũng có mấy thằng ông binh đồng chí gì nữa. Được nghe tao mượn chút mày, mày lấy thuốc đây. Tụng à? Làm gì mày cà lớp xịn của tôi không? Ủa đúng rồi mày dứng bạch vậy sao mày? Mẹ mày thuốc mày cũng lấy mình đéo chơi mày điên rồi. Giờ cũng cái mà. Đồ gia báo tôi làm lấy đi gặp càng ghẻ ông dẫn mày cái. Ông giữ mày trái hả? Mày ăn không? Thôi vô cái. Lấy áo leo coi đỡ. Có. Đó, mày muốn mày mới mày uống gì mày? Cũng ghé được. Đồ giáp báo à. Lấy đi đập càng kệ. Coi vô, chúc mừng sự thành công. Dạ dạ rồi ạ. Mày thấy hai tao được không? Có đường tính nha. Mấy hai đại kia này lấy tiền nhà. Bữa nay em á cứ đi theo anh. Sau này vô anh sẽ không đỡ cho em. Vô. Ngày này chưa có tiền. Vô. Vô. Chúc sự thành công của hai đứa mình. Nhờ tôi hết á. Cái quần quẹ mày. Vậy mày ăn luôn mày. Tại tao gì à? Không, mày tính mày đấu bên mày. Tính là cậu mày giang hồ cho vô thằng em nó lo đứa tiền liền phải được. Sao làm tiền giỏi chứ. Có tao sao làm gì. Nó lấy được mày. Điều dài. Đi lấy nợ mà. Thâu thâu em ơi. Em bán ớ thâu. Mày mình mày điền qua. Cái bụng mình mày điền quá. Mày làm vậy rồi. Thành hát thành xoa. Thành hát thành đường nó mới hay chứ. Còn tự nhiên hai thành ngờ ném hết chào hay mày. Đánh chết hay sao vậy? Thành hát thành đường. Ở đâu cũng vậy đó mày. Đừng nói chuyện chết đi. Giang hồ anh em bốn bữa là nhà. Đủ quá. Ông xưa ta có câu vậy đâu. Không tao sợ cái miệng mày đâu gà ơn. Ông đối lắm hay sao vậy? Ừ đối làm đối mày. Người anh uống phải có phong thái của người gắt tiền. Mừng mày thấy này anh ôm hai bà cưới ông mừng. Mười lại gì mày dùng hoài chợ sáng chúa để chàng Phương anh chợ lời bản hỏng nó coi. Dẹp vô anh miếng mà mày nói này nói kia nói sao mà mày không nỡ ai hết để mày. Trên cuộc đời này á là sống chứ không phải là đỡ anh. Đúng không? Quần kia ước hết. Trên cuộc đời này á là anh đỡ sống chứ không phải là sống đỡ anh. Em nói vậy là chớ cho anh hiểu. Bây giờ cả tân rồi có được bữa nghỉ bên em mình tâm sự dài hả? Bây sao lẹ coi. Cái này mình đập ra mình bó vô trong bì hẹn hồn lắm nha. Sống mà. Cậu tính em một ngày mình nhập cỡ 10 quán nha, ngon hay cậu bay. Làm kiểu bạn điều nhau đó nói nó là phục vụ anh em cho đàng hoàng rồi nay mai
mình lấy nó 90 thau. Không, mà thấy anh em nó ngon, cậu nói chung đói quá mình khô quá mình lấy đỡ bữa mình ăn thau, đỡ ngay nặng lên lấy tiền nó mới vợ mới con. Ăn lấy lặn. Nói chung là mai mốt mình làm lại tiền mình lại lên mình ủng hộ nó. Đó. À, mà này nó lấy xuống rồi mày cho. Lỡ có chuyện gì điện mình cho. Ừ, tôi mày phải có trách nhiệm chứ. Em nó bán tao vậy đó biết bán mấy cái gì. Chúng ta là cho số rồi của mày nha. Chúng ta lấy số rồi. Nói chung á, lại lỡ mai mốt anh em vào đầu là phải nhớ tao anh em. Nói vậy chứ. Giả chứ lúc này cũng như là giúp đỡ mình què cơn đói. Đúng không? Mình phải nhớ. Mày ăn mày hình như là mày ăn rồi sao mày có sức mày nói dữ hay mày mừng. Ừ. Cái miệng mày nói mày cũng đỡ cho ai anh em nói. Gương nói gì vậy? Tao đang la ăn cho lòi bán họng à. Làm cái nữa đi. Sống là phải biết ơn mình thớ. Đâu phải lúc nào là anh em mình là cũng ấy đâu. Đâu lỡ lên. Ăn đỡ mà mình sống chứ không phải là sống lúc nào cũng chầm chầm vô cái gì đó mà ăn như vậy. Bạn ăn đỡ nào khác ăn như mình nói gì vậy mày. Tao đối tao muốn ăn chứ tao nò lấy tao ăn. Tên nào này tao muốn cái này này tao không bao giờ là tao trở thành anh hùng được. Nhiều phút vậy giờ rốt cuộc tao thành người khùng luôn. Dạ nếu mà cơ hội không có tôi với anh Phương là ông bây giờ là trở thành giang hồ gốc rồi. Ai? Có hỏi gì vậy? Ông đế kia anh đào ấy. Mày còn mét đào. Tao tính tao là tao không có cho kiểu đó. Tao không cho Tiểu Nhân. Tao cho Quân Tứ. Là tao cho là có anh có em đàng hoàng chứ không phải là ưng luôn là mét đầu. Nhìn nói là cái mâu mà giật mâu chì đâu cũng giật. Nếu á mà nó bữa giờ nó có tao nó ôm quay cầu là nó chết bắt đầu. Đỡ rót bia. Nhưng mà nếu thiệt ra như bữa đấy á. Rót bia. Quá mẹ. Nếu mà như thiệt bữa đấy ví dụ như cậu bé bị đuôi không mà anh Vương không có bị đuôi giải tấu không mà đe thèm không? Chắc không. Đâu. Ở nhà mà anh ở nhà ấm hưởng tự nhiên ra đó đi đường mặt đỏ. Nè, nó nhiều quá. Alo nghe bạn ơi. Nghe bạn tao ơi. À, cũng bán ổn ngày bán được 2-3 bàn á. Nhầm núi vậy mày. 2-3 bàn nhưng mà có ai gọi cho anh phải tên anh Đào không anh? Đào anh Đào Đào bạn anh mà. Có hai ông anh nào đến quán mình đây ông lấy tiền bao cơ 100,000 đi. Có hai ông anh nào đến quán mình ông lấy tiền bao cơ 100,000. Chị mẹ hàng nào đấy? Mày gọi mày quay tao coi hàng nào ấy. Tao đâu? Mày đó, tao chịu không á. Rồi, ok bạn nha. Rồi mời mấy anh. Em anh nói nè, hồi nãy á anh lấy 100,000 á mà. Ý anh giỡn á, hai đứa anh giỡn á. Giỡn á. Em cất đó đầu em đừng nói anh đào xuống. Anh nãy anh giỡn á. Màu cơ gì đâu. Anh á. Bán em buôn bán cũng em cầm cho anh vui. Cầm cho anh vui. Hôm nay bán được không em? Em điện lại anh Đào nói với anh Đào đừng xuống xuống mưa ướt tàu anh chứ tụi anh giỡn này giờ giỡn á. Điện chi nữa giờ điện tiền nó cũng giờ mình ra mình vừa trước biết ai. Thôi em cầm tiền về lẹ nói không có thu tiền bảo cơ bằng chút. Anh chưa tính. Này món này anh chưa ăn mà tính gì em. Thành ra em đỡ lại em á cho anh chị anh có công việc gấp lắm em giờ còn đi tu nhiều chỗ lắm nha. Em nấu dở lắm bây giờ mấy anh này. Không ngon mà. Này, cũng ngon luôn. Giờ anh em đi công chuyện chỗ khác ấy. Bữa dưới mày mày nói với em mới là anh em mà chưa ăn em cóc giùm anh rồi. Không biết đâu hay không. Bây giờ mẹ kêu tu kêu nào đâu. Chỉ thưa tôi em buôn bán của em ăn phải tính tiền cho em rồi mang đi đâu đi chứ mang kêu ra mang phải tính tiền cho em mày còn kêu không mày để đâu có ông đưa hay ông đưa mèn kia nè ông tiền đâu ấy ông vô ông chịu chứ tao vô hết tiền tao đâu có tiền đâu ông bỏ lại đâu dây được em
Mà nó rồi. Nó mặc ra cái hồ anh luôn á. Cái bây giờ này em muốn bán khổ sở. Thì bây giờ nói chung là anh em mình mới biết giờ nói chung giờ mà anh em mình biết rồi, xem này mình biết nó thân rồi hả? Không ấy thì cái đây là đó bữa xem anh tính anh xuống anh nhậu rồi, anh tính kèm đây vô nha. Nói chung là mình anh em hết mà đâu có ấy đâu. Không không được anh, em buôn bán khổ sở, đi bán hai bạc bằng anh mang cái gọi bán phải tính tiền em chứ. Giống như anh đi ra mà anh không tính tiền cho em. Ý anh cầm đồng hồ đồ ông. Nên nói chung là nãy anh đi anh buôn đem tiền. À, nãy anh báo tục cục tiền anh bỏ nhỉ, anh quên đem theo. Em bỏ quên trong cái xích ở quên đem. Mưa ông tính cho có đây có mấy ngàn mà, mấy chục ngàn mà. Em biết anh tính được tính, anh tính tiền cho em chứ, em muốn bán cơ sở. Anh gọi đã cầm mày. Thôi mà đâu. Anh gọi đã cầm. Ông cầm mày, ông tiền thì ông cầm mày. Người sát đi. Sát đi mày, lấy sát mày cầm mày. Ông ấy mình xin nó cười chết mẹ ra dọn mẹ. Giờ quán này món này hết nhiều tiền em? Cái bỏ bao nhiêu hết nhiều em? Mà 200 mấy nha. Không giờ mấy bàn đồ kia em 210 ngàn anh. Em có khách đồ giờ anh dọn cho em rồi. Anh muốn có chai bia mà. Bây giờ ông ấy em cho ông dọn quét đồ hết cũng được. Chứ giờ ông cũng giờ đem tiền nhậu. Bữa nay ông lên ông nhậu cũng hồn. Chưa vào không? Không bưng vôi, bưng vôi. Bây giờ là anh khiêng bàn đồ cho sạch sẽ hết cho nha. Giờ dạ, làm anh vô đưa chén cho em không? Ráng vô ông dọn hết đồ đây rồi em cho ông nọ. Bữa nay ông đó ông nhậu rồi ông gỡ được. Mày vô dọn dẹp cho mày, vô nọ nữa mày. Mày cũng dọn rồi hả? Cho nó không chịu sao? Dọn hết rồi thầu chứ. Mày cũng vô có luôn hả? Làm lẹ cho ông đào xuống rồi. Anh không có tiền thì mấy anh đưa chén cho em. Quán em không phải là quán bán thiếu này nọ rồi em tới rồi em vịt này nọ. Bây giờ mấy anh không có tiền thì em cũng ấy ra. Bây giờ anh vô đưa chén cho em. Dạ dạ. Xong có lúc người gọi khúc anh. Em ơi dọn hết chén đi ra cho mấy anh đi em rửa này em. Đi mà đi luôn chứ vô bà thì rửa cho anh nha. Má mẹ em chứ không liên quan. Tức tự nhiên mấy kia này đi hết đi. Mẹ đi xong đậu vào mấy em cứ ơi chứ không. Bây giờ tôi á là người đại keo ở đây. Thì tôi chỉ thị mấy ông lo mà đưa chết đi. Anh vô rách áo nữa không hả? Đi ngồi đây chứ mới mày đi ngồi trước kìa. Nó trước đi qua không thấy em khùng. Thằng kèo nó chạy hết á. Giang hồ đi đưa chén. Mấy người kia này. Tôi có làm đưa thuốc rồi cho đỡ đói. Đồ tham đi dữ. Mấy anh rửa ra sạch sạch nha mấy anh. Em bán khách nữa chứ rửa ông sạch này. Khách nó phản em là không được. Rửa sạch sạch đi nha. Mẹ đỏ bao giờ đã chưa gặp trường hợp nào thế này. Chúng ta nói như vậy sao chưa bao giờ nó đưa. Chọn mày đó. Thì chè thấy giờ là nói vụ này. Em mà nói sao đến đó không biết mai xử lý với thầy mấy anh tư chắc. Giờ sao? Ông rửa nhanh này kìa. Rửa nhanh kìa nhanh đi. Mấy anh đào nó nói mình có vậy rồi. Thầy nào hả? Nó đại vậy chẳng. Rửa xong rồi mấy anh về đây lần sau đi nhậu phải có tiền các bạc rồi mới nhậu nha. Tụi em buồn chứ tụi em đâu có. Tụi em có tiền nhìn tướng tụi em đây có tiền cho anh nói vậy. Rửa sạch sạch vô. Hai ông tặng cùng của điện thoại. Đem hết chén bát ra luôn em, đem hết ra luôn. Còn nữa nè anh. Còn nhiều lắm. Rửa chừng nào mới gì à? Hỏi ông trời, chừng nào bẫy ghe hết khổ, số khổ của con là múc chảy con ơi. Có mẹ mà tính đốt nó ra luôn sao ông mày? Bà ông ta nói là hết bậy á. Tao gặp mày á, tao muốn thấy bớt tách á. Bớt tách kìa, ông gặp Khương gặp tôi sao bớt tách. Không khác luôn. Mày đổ vào ông mày. Không khác. Ông ngán thì chết.